Tiếp tục bản tin với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu, thẩm định, thẩm tra, văn bản hóa các chỉ đạo của cấp ủy. Điểm nổi bật là chủ động tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 94 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và các ngày lễ lớn của đất nước thủ đô. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng các cấp ủy trực thuộc đã chủ động phối hợp tham mưu thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Tích cực triển khai các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các công việc. Đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thành phố đang tập trung triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi, hai quy hoạch lớn, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng các cấp ủy tiếp tục tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17 và các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy đã đề ra. Ngoài ra, tham mưu kế hoạch của cấp ủy để triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, với nhiều công việc liên quan văn phòng cấp ủy các cấp được giao như xây dựng văn kiện đại hội, công tác phục vụ đại hội. Do vậy, rất cần phải có tính kế hoạch, chủ động tham mưu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tham mưu, thông tin tổng hợp, bảo đảm phục vụ chu đáo các hoạt động thường xuyên đột xuất phát sinh của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.